Huỳnh My bị lộ ảnh chưa chuyển giới gây sốc toàn tập, tình trường cặp kè ông lớn Tây, ta có đủ. Huỳnh My, thí sinh của cuộc thi Miss International Queen Việt Nam, Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2023, hiện trở thành nhân vật tâm điểm của công chúng. Chính vì vậy, đời tư và hình ảnh của cô nàng cũng bị soi triệt để. Vừa qua, thí sinh Huỳnh My của cuộc thi Miss International Queen Việt Nam, Hoa hậu chuyển giới Việt Nam 2023 trở thành nhân vật hot nhất của các diễn đàn sắc đẹp do xung đột với Á hậu Quỳnh Châu ngay trên sóng truyền hình. Đồng thời, thái độ hống hách của mỹ nhân đã gây bức xúc với đại đa số người xem. Netizen đã tràn vào trang cá nhân để tấn công tinh thần cô bằng những bình luận tiêu cực nhất. Đời tư và những hình ảnh của thí sinh chuyển giới này cũng vì vậy mà bị dân tình soi triệt để. Bên cạnh loạt ảnh nhạy cảm gây chấn động mạng xã hội những ngày qua thì những hình ảnh lúc chưa chuyển giới của Huỳnh My cũng bị tìm ra. Dù có tính cách không giống ai nhưng xét về nhan sắc thì Huỳnh My được đánh giá cao bởi làn da trắng trẻo và gương mặt xinh đẹp khiến nhiều người cũng tò mò về hình ảnh thời chưa chuyển giới của mỹ nhân này. Có thể nhìn thấy rõ khi còn mang vóc dáng của con trai, Huỳnh My đã sở hữu từng đường nét chuẩn kèm theo làn da trắng. Cho đến hiện tại, người đẹp cũng không có quá nhiều sự thay đổi khi chuyển giới thành công. Ở hiện tại, Huỳnh My đã phẫu thuật chuyển đổi thành con gái hoàn toàn. Nhờ vào vóc dáng nhỏ con, chỉ khoảng 1m67 nên mỹ nhân đến từ An Giang hầu như không bị lộ dấu hiệu của giới tính cũ. Được biết, cô đã giao kéo phần mũi, cắt mí mắt. Lý Huỳnh My thuộc đội Á hậu Thủy Tiên tại Miss International Queen Việt Nam 2023. Cô sinh năm 1994, quê quán An Giang và là mỹ nhân bị ghét nhất tại đấu trường nhan sắc dành cho người chuyển giới do Hương Giang và Dược Sĩ Tiến tổ chức. Dường như, mỹ nhân luôn tranh tài với trạng thái lơ đễnh, bỏ ngoài tai lời hướng dẫn của mentor và thể hiện cái tôi quá nhiều. Sau khi lời qua tiếng lại với Á hậu Quỳnh Châu, cô đã bị loại và dừng chân ở vị trí top 20. Tưởng chừng như với cách nói chuyện ngang ngược như vậy, người đẹp sẽ khó tìm kiếm được nửa kia bên cạnh. Tuy nhiên, sự thật cô đã trải qua vô số mối tình với nhiều người ngoại quốc lại còn là những cực phẩm nhan sắc. Có thể thấy, làn da trắng cùng đôi mắt to của Huỳnh My trở thành vũ khí giúp cô nàng dễ dàng chinh phục được nhiều anh chàng ngoại quốc. Dễ dàng nhận thấy, mẫu đàn ông yêu thích của Huỳnh My là những người đàn ông to lớn, có bề ngoài manly, mạnh mẽ. Bên cạnh đó, trong một số chia sẻ về mẫu bạn trai lý tưởng, Huỳnh My từng tiết lộ rằng bản thân thích người thông minh hơn cô và phải là trai thẳng chính hiệu. Đếm xương xương thì Huỳnh My có nhiều mối tình chóng vánh với nhiều người. Bạn trai gần nhất của Huỳnh My đăng tải lên trang cá nhân đã bị che mặt để đảm bảo tính riêng tư. Trước đó, Quỳnh Châu từng chia sẻ câu chuyện hậu trường sau drama này. Quỳnh Châu cho biết, quay xong tập đó thì My đã bỏ ra khỏi set, trong khi Châu ra ngoài đầu đường đợi xe thì có gặp My đứng đó. My có hỏi Châu là, ê, nãy tôi nói vậy, bà có buồn không? Châu có trả lời, buồn chứ, sao không bà? Rồi cả hai không nói gì với nhau nữa. Cái khen cho Quỳnh Châu chính là cô cũng không phản kháng quá nhiều trước câu hỏi mang tính chất khá hỗn của Lý Huỳnh My. Và theo mọi người, sự im lặng đó của Quỳnh Châu đã tạo ra kết quả, nhưng còn có một sự im lặng còn cao tay hơn nữa, chính là kể từ khi bị loại tới nay, Lý Huỳnh My không hề lên tiếng phân bua, không giải thích hay có bất kỳ một động thái nào liên quan đến cuộc thi. Thông thường, khi bị đả kích với cá tính nổi loạn sẵn có, các nghệ sĩ sẽ đính chính nhận lỗi hoặc chỉnh đốn mọi tin đồn có liên quan. Nhưng Lý Huỳnh My lại rất đặc biệt, lướt mạng xã hội của cô cũng thấy cô không quan tâm đến việc dìu búa dư luận đang hướng về mình. Trước đó, cô chỉ đăng tải một dòng trạng thái với nội dung ngắn gọn, sợ, thực sự, nhưng cũng không ám chỉ bất cứ cá nhân hay tổ chức nào. Soi trên các diễn đàn sắc đẹp, mọi người chỉ mong nickname của cô được xuất hiện nhưng cũng im hơi lặng tiếng. Động thái của Huỳnh My gây khá nhiều tranh cãi. Người cho rằng cô đang cảm thấy hối lỗi nên chọn cách im lặng để scandal lắng xuống. Người lại khẳng định đây là chiêu trò ngồi yên hưởng thụ của Huỳnh My khi cái tên của cô bỗng lọt top và được nhiều người biết đến.